Xin chào các bạn! Nhiều người Việt Nam có định kiến với Trung Quốc nên là thường mang tâm lý bài trừ cả hàng Trung Quốc. Thế nhưng vài năm gần đây thì hàng nội địa Trung Quốc đang ngày càng phổ biến rộng rãi. Với dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào khiến nguồn hàng từ Trung Quốc không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn rất độc đáo từ ý tưởng sản phẩm cho đến độ ứng dụng thực tế. Và hãy cùng tìm hiểu những món đồ nhỏ nhưng lại vô cùng thông minh đến từ Trung Quốc các bạn nhé! Hộp phấn kiêm sạc dự phòng. Trên thị trường hiện có rất nhiều loại sạc dự phòng xinh xắn, dễ thương cho hộ chị em. Tuy nhiên, ít ai biết tới những mẫu sạc dự phòng kiêm luôn cả gương make up siêu hay ho, thích hợp cho chị em sử dụng mọi lúc mọi nơi. Con gái đi ra ngoài thì phải mang theo cả tá đồ, nào là điện thoại này, rồi là đồ trang điểm. Và nắm được điều này thì các hãng sản xuất đồ nội địa Trung Quốc luôn cố gắng để làm ra những sản phẩm 2 trong 1, thậm chí là 3 trong 1. Trong hình dáng một hộp phấn nhỏ gọn vừa nhét túi, nhưng thật ra lại là một chiếc ốp điện thoại để dễ dàng cầm máy kiêm luôn sạc dự phòng. Đây chắc chắn là một sản phẩm mà cô nàng nào cũng muốn sở hữu. Không chỉ có vẻ bề ngoài tinh tế và tiện lợi, ở bên trong hộp sạc dự phòng này thì cũng rất là độc đáo. Nhìn qua 4 ô vuông thì tưởng là phấn mắt, thế nhưng công dụng của nó thì không phải như vậy. 4 ô vuông này chính là đèn báo dung lượng pin. Màu nâu là 100%, màu xanh là 75%, màu hồng là 50% và màu cam là 25%. Còn ô màu trắng to hơn một chút chính là nút nguồn. Ô phun sương. Thời tiết miền Bắc vẫn đang trong những ngày nắng nóng gay gắt nên là các thiết bị chống nắng luôn đắt hàng. Mọi biện pháp chống nắng như là mặc thêm áo dài, khẩu trang, kính râm chỉ dùng để đi xe máy, còn nếu phải đi bộ thì rất là bất tiện. Chưa kể là các chị em phụ nữ luôn quan tâm đến làn da của mình, mà có cầu thì sẽ có cung. Gần đây thị trường có xuất hiện cả loại ô có quạt phun sương được chị em rất là ưa chuộng luôn. Trước đây thì muốn mua chiếc ô đặc biệt này thì phải nhờ người chuyên đặt hàng Trung Quốc mua giúp, nhưng mà hiện nay thì trên các sàn thương mại điện tử, loại ô này được bày bán rất nhiều, giá dao động từ 300 đến 500 nghìn đồng một chiếc. Mới nghe thì thấy chiếc ô có cái giá đắt đỏ hơn bình thường khá là nhiều, thế nhưng khi nghe đến công dụng của chiếc ô thì đa phần các chị em sẽ rút ví mua ngay. Đặc điểm thú vị là chiếc ô này có chế độ phun sương. Chỉ cần bấm nút thôi, nước sẽ bắn ra dạng sương thổi thẳng vào người rất mát. Chiếc ô này phù hợp nhất với các chuyến đi du lịch phải đi bộ tham quan. Có chiếc ô này thì chúng ta sẽ thoải mái đi bộ giữa trời nắng mà không lo ra mất nước hay là quá nóng nữa rồi. Wow. Wow. Tranh treo tường kiêm hộp đựng đồ. Hầu hết các gia đình đều dùng tranh làm đồ trang trí và sản phẩm này sẽ cho bạn thấy sức sáng tạo của con người là vô hạn. Nếu bạn cảm thấy ở nhà có quá là nhiều những cái đồ lặt vặt và muốn cất gọn đi mà không tốn quá nhiều không gian như là lắp đặt thêm bàn hay là kệ thì đây chính là cuốc sách. Chỉ cần lật chiếc cửa đằng trước, các bạn đã có thể cho đồ đạc vào trong chiếc hộp này mà chẳng lo bụi bẩn hay là dính ướt. Bức tranh đề co bây giờ đã trở thành một chiếc giá có 102 để bạn đặt những sản phẩm dưỡng tóc, dưỡng da thường dùng của bản thân. Sản phẩm sử dụng chốt không gỉ để gắn vào tường hoặc là mặt gỗ vô cùng chắc chắn. Chính vì thế dù nhà bạn nào có sử dụng tường thì vẫn có thể sử dụng sản phẩm tiện lợi này. Chỉ cần thao tác đơn giản, bù một cái, chiếc hộp này lại thành bức tranh điểm xuyết thêm vẻ đẹp cho căn phòng của bạn rồi. Máy giặt giày. Không giống như quần áo hay là tất, giày là item rất là khó chăm. Với mỗi chất liệu giày lại có một cách làm sạch riêng. Riêng phần da giày và đế giày thì sẽ cần tới những loại bàn chải khác nhau để vệ sinh, tránh làm hỏng form giày. Một số chất liệu như là da lộn hoặc vải lưới còn có đặc điểm là bám bẩn bền bỉ. Chưa kể là với những đôi giày đắt đỏ thì chủ nhân lại càng muốn tìm cách để giữ giày hơn. Giặt bằng bàn chải thì chẳng mấy mà hỏng. Và máy giặt giày có thể là giải quyết tất cả những vấn đề này. Bình thường thì một cái máy giặt giày có thể giặt một lúc từ 3 đến 4 đôi. Quan trọng là máy giặt giày rất dễ sử dụng, lắp đặt, kích thước cũng khá là nhỏ nhắn nên không chiếm diện tích của cả gia đình. Chậu 3 trong 1. Là một người nội trợ, đôi khi bạn cảm thấy mất quá là nhiều công sức khi phải thay đổi dụng cụ liên tục hay là có quá nhiều dụng cụ bạn cần dùng đến nhưng mà chúng lại làm cho nhà bếp của bạn trở nên bừa bộn hơn. Một giải pháp thông minh giúp cho bạn giải quyết những vấn đề đó chính là dụng cụ thông minh 3 trong 1, tích hợp tính năng của thớt, chậu và rổ 3 trong 1. Sản phẩm này hướng tới một xu hướng gọn nhẹ và đa dụng cho căn bếp của bạn. Một chiếc chậu rửa gấp gọn hay là một cái thớt nhựa có thể biến thành chậu rửa. Đây là một sản phẩm vô cùng tiện lợi và đa năng cho các chị em nội trợ, đặc biệt là rất phù hợp với những gia đình có căn bếp nhỏ. Cân thông minh. Cái cân thì thường chỉ dùng để cân thôi phải không nào? Thế còn cái cân thông minh thì sẽ ra sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cân thông minh do nhà Xiaomi sản xuất nhé! Nổi bật nhất trong thiết kế và cũng là điểm gây ấn tượng đối với người dùng trên cân Xiaomi là việc sử dụng kính cường lực cho bàn cân. Không chỉ tạo sự cứng cáp mà còn cho bạn cảm giác an toàn khi đứng lên, còn khiến sản phẩm trở nên thẩm mỹ, chống bám bẩn, vệ sinh nhanh chóng hơn. Đến đây thì vẫn chưa thấy nhiều đặc điểm lắm, thế nhưng cân có thể cung cấp 10 chỉ số cơ thể quan trọng, tiện theo dõi qua ứng dụng Xiaomi Fit, bao gồm cân nặng, cơ bắp, chỉ số trao đổi chất, chỉ số về xương cốt, BMI, tỷ lệ mỡ nội tạng, tỷ lệ mỡ cơ thể, tỷ lệ nước, điểm số cơ thể, điểm số hình thể. Cân có thể kết nối với ứng dụng Xiaomi Fit qua điện thoại, tự động cập nhật dữ liệu trên ứng dụng, lưu trữ dữ liệu cho 16 người khác nhau cho bạn tiện theo dõi các chỉ số cơ thể của gia đình, chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn. Vali điện. Mỗi lần đi du lịch thì vác vali cũng khiến chúng ta mệt xỉu. Và chắc chắn là bạn đã từng ước chiếc vali có thể tự chạy đến sân bay đúng không nào? Một người nông dân từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có thể giải được bài toán này. Sau 10 năm nghiên cứu thì vào năm 2014, ông đã chế tạo được một chiếc vali chạy bằng điện. Chiếc vali có thể chạy nhanh như xe điện là đứa con tinh thần của ông Khưa Liên Khai. Ông đã sử dụng chiếc vali cũ của mình và biến nó thành một loại phương tiện có thể chạy với vận tốc là 20 km/h. Nhà phát minh nghiệp dư đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh của mình và thiết kế này cũng được trang bị cả hệ thống định vị GPS và chuông báo chống trộm, giúp người sử dụng tránh được khả năng bị đánh cắp hành lý ở những nơi đông đúc như là sân bay hay là nhà ga. Chiếc vali điện này có thể chở từ 1 đến 2 người và nếu sạc pin đầy bình thì nó có thể chạy được quãng đường từ 50 đến 60 km. Ông Khưa Liên Khai đã phải mất 10 năm mới có thể nghiên cứu ra sản phẩm này. Và điều đặc biệt là ông không hề được đào tạo về kỹ thuật như là những kỹ sư mà chỉ mới hoàn thành xong chương trình giáo dục tiểu học. Toàn bộ cấu trúc của xe chỉ nặng khoảng 7 kg. Như vậy có nghĩa là những khách du lịch ba lô sẽ sớm có thể được sử dụng nó để thay thế cho những chiếc ba lô nặng trĩu sau lưng và có thể di chuyển dễ dàng trong chuyến du lịch của mình. Sau khi ông phát minh ra chiếc vali này thì nhiều hãng khác cũng bắt đầu sản xuất vali chạy bằng điện và đến thời điểm hiện tại thì đã có rất nhiều người sử dụng rồi. Mình tin chắc là sau video này thì các bạn sẽ có thêm một số lựa chọn để mua sắm trong những lần tiếp theo đấy. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì hãy like và sub kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Xem Gì Hôm Nay. Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời. Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế, đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nhé. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team Xem Gì của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.